Nay cuối tuần em lại sale một số cây nho hơn gỡ với các bác này. Hàng này thì đều đã hàng đã cho quả rất là nhiều vụ rồi nhá. Đây, em nó đang có hoa lùm mới các bác. Khi mà vận chuyển hoa như thế này thì nó sẽ đỡ rụng hơn quả, tại vì quả đã khá to rồi ấy, mà em động chạm qua vào có khả năng sẽ rụng. Mà thật trước thì hàng này đã có hoa rồi thì quả cũng quanh năm thôi. Các lứa quả cách nhau rất là ngắn nên là các bác cũng không phải lo lắng quá nhiều đâu nhá. Hoa của nó này, hoa lùm mới đang rất là nhiều trên này nhá. Đây là một em nho có 12 vụ các bạn. Nhon có 12 vụ, bản lá sẽ to hơn. Gốc của loại này đường kính khoảng tầm 2 phân đến 2 phân rưỡi này. Một cây sẽ tập 3 nhánh chính nhá. 3 nhánh chính, hoa này, mọc rất là nhiều nhá. Cái này thì em xem với các bác giá 1 triệu bao ship tận nhà cho các bác luôn. Em nó cao tầm 1m4, 1m5 ạ. Cả cây này. Cả cây cao tầm 1m4, 1m5 nhé. Hoa quả rất là nhiều này. Già cây nó đã mọc được tận tận gần chân ngọn như thế này rồi. Đây đều là hoa, điểm hoa lườm mới hết ạ. Nho thân gỗ 12 vụ các bác nhá. Này, cả dọc này đây đều là hoa nó cả. Một cây chỉ là 3 nhánh này, cũng rất là nhiều người thích dáng như thế này đấy. Còn ngay bên cạnh đây là cây số 2 nhá. Em quay các bác vài cây các bác chọn. Các bác ưng cây nào thì có thể chụp lại màn hình nhắn tin với em nhé. Cây này thì thấp hơn một chút, cao tầm 1m3, 1m4. Rất là nhiều nhánh nhé. Cây này thoát thân cao hơn ạ, à, thoát thân khoảng tầm 20 phân. Thoát thân nhé, các bác có thể loại bỏ càng nhỏ này cũng được. Nhỏ này chưa có già cây thì cũng sẽ chưa có quả được nhé. Đây, đây là hoa lườm mới này. Hoa lườm mới rất nhiều nhé. Những cành nhỏ này đang có hoa như này thì mình sẽ loại bỏ đi. Và thực chất thì nó cũng không để làm gì này, các bác nên loại bỏ được cây tập trung lấy quả hơn nhé. Em nói đang rất rất là nhiều quả, nhiều hoa như thế này. Lâu này khá là già rồi, già hơn một số lô khác đấy. Thì là hoa và quả nhiều như vậy nhá. Quay kỹ cho các bác này. 1 chấm hoa, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm. Một góc nhỏ ấy, 5 chấm hoa rồi này. Các cành bên cạnh thì còn nhiều hơn nhá. Cả cây cho các bác cùng xem. Cao tầm 1m3, 1m4 thôi ạ. Cũng là một cây. Thoát thân khoảng tầm 20 phân và chỉ ra 3 nhánh chính này. Đây, cùng là lô nhon gỗ 12 vụ nhá. Đây là cây số 2 ạ. Hai cây em vừa quay cho các bác này. Ngay bên cạnh đây thì là cây số 3 nhá, nhưng mà cây này hơi tù một chút, mình sẽ cắt tỉa qua để các bác nhìn cho rõ này. Các cành nhỏ này thực chất thì mình nên cắt tỉa sớm hơn để cây tập trung chất dinh dưỡng để nuôi quả nhá. Cái này cũng có thoát thân được khoảng tầm 10 phân. Những cành nhỏ như này khi các bác trồng thì các bác cũng lưu ý là cắt nhé. Mình cắt khéo tại vì cây đang có hoa, mình cắt cẩn thận vào hoa của cây này. Mình cắt một chút là nó sẽ lộ dáng ra rất là đẹp như thế này. Hoa này, quả này. Nho hơn gỗ, thực ra là cây nào mình trồng thì cũng nên để chút thời gian ra cách tỉa nhé, dành chút thời gian cho em nó thì nó rất là đẹp. Trên này cây cũng rất là đẹp này. Cành này chia làm 3 nhánh này, sẽ cắt tỉa sâu những cành này luôn này. Và đây, đang cho hoa rất là xa này. Đây đều là các chùm hoa nhé. Một chùm này thì có tầm 3 đến 5 bông và chúng sẽ đậu quả hết. Mình mà muốn để cây quả to hơn ấy, mình sẽ lại bỏ bớt vật quả đi. Còn nếu mà muốn quả bé hơn ấy, thì mình có thể để luôn nguyên cũng được. Tùy vào cách mình chăm sóc thôi, nó mong muốn của mình thôi ạ. Bắt cái quả xa hay là quả nhiều hàng này đều có thể đáp ứng được nhá. Cắt tỉa một chút thôi là em nó thoáng thân liền, rất là già rồi. Các cành nhỏ bên trong bên trên này mình cũng cắt tỉa nhá. Bên trong các cành bên trong thì nó sẽ không có quả được đâu vì nó còn khá là bé, các cành già thì nó mới để quả được lên thân ngọn cũng quả luôn rồi này. Cây này cũng khá là già, cây này cao tầm 1m5 1m6 nhá, rất là cao đấy ạ. Gốc sau khi cắt tỉa rất là thoáng rồi này. Cành nhỏ này các bác có thể cắt tỉa luôn cũng được. Chỉ cần những cành như thế này đủ già thì mình mới có thể cho quả được nhé. Tùy theo dáng khế mà các bác mong muốn thì các bác có thể để quả sai cho phù hợp nhé. Hoa của em nó đang rất là sai. Cũng là một em nho hơn gỗ 12 vụ. À, đây là cây số 3 nhé. Bây giờ thì 12 vụ hơi nhiều. Em quay cho các bác một cây tược quý này. Nhưng mà tược quý này sẽ có nhỉnh hơn một chút nhé. Gốc nó to hơn và cũng dài cây hơn rồi này. Cái này là chỉ là hơn một tháng không cắt tỉa rồi đấy mà em nó đã phát triển đến mức độ này. Đoạn này thì phát triển cũng không quá nhanh đâu, nhưng mà các cành này này thì mình nên cắt tỉa thường xuyên nhé. Nó đã quả quanh năm rồi thì cắt tỉa nó đã quả quanh năm rồi thì cũng không lớn quá nhanh được. Đây là một cái nho thân gỗ tử quý. Nho tử quý thì có cả nho thân gỗ tử quý lá lớn và lá nhỏ. Ở các bác trồng thì các bác trồng nên trồng giống lá lớn nhé, có thể quả sớm hơn ạ. Còn lá nhỏ thì quả cũng sẽ lông ngang với nho thường ấy. Như này. Cỡ này thì cũng ra quả nhiều rồi ạ. Chỉ mất khoảng vài phút cắt tỉa thôi, em nói rất là thông thoáng rồi.
Mình cắt tỉa càng thoáng thì nắng chiếu càng nhiều, cây càng cho quả sai thôi. Cỡ này là cỡ 1,5 triệu các bạn, 1,5 triệu. Đây là nho tử quý nhá, tử quý là sẽ bé hơn. Thân này chia làm 3 nhánh chính này, cũng đang hoa lứa mới này. Đây là hoa của nó nhé. Đây là nho ngõ tứ quý ạ, cao tầm 1m6, 1m7. Rất là cao. Nho tứ quý các bác nhé. Đây, đây là cái tứ quý này. Gốc loại này các thân được khoảng tầm 30 phân, gốc đường kính tầm 3 phân, 3 phân rưỡi. Rất là to rồi. Nho ngõ tứ quý. Bên cạnh đây thì là một cái tứ quý khác này. Cái này thì dáng sẽ kiểu buồn hơn. Gốc loại này cũng tầm đấy nhá, và không có đắt thân, đang hoa rồi, hoa trắng luôn này. Đây là hoa của em nó. Lên trên này cũng rất là nhiều hoa nhá. Các cây này thì em sẽ cắt tỉa qua cho các bác trước để các bác về chỉ việc trồng thôi nhá. Còn thời gian sau khi mà nó ra nhiều cái mầm non ở bên trong ấy thì mình sẽ loại bỏ đi. Các mầm như thế này này, đây, hoa này. Vì là nào về các bác cũng phải cắt tỉa, nó sẽ bật nhà ấy, thì em sẽ loại bỏ trước cho các bác luôn. Về mình chỉ việc thay chậu và trồng thôi. Nho gỗ tục quý á. Đây là một cây 12 vụ này. Cây 12 vụ này thì cũng đã có quả rồi. Vụ này để cắt luôn các bác xem nhé. Các cỡ nho bên em tầm trung như này thì đã cho quả hết rồi. Mình cũng không cần phải là lo lắng đã cho quả hay chưa đâu. Bác trồng nho gỗ bây giờ giá thành cũng xuống nhiều ấy. Mình trồng từ những hàng như thế này luôn thì giá thành cũng rất rẻ thôi. 12 vụ này. Cái này cũng xem nốt với các bác là 1 triệu nhé. Bao ship ạ. Thì đường giá sẽ bán nhỉnh hơn khá là nhiều. Mỗi mẫu còn 1 lẻ 1 2 size thì em sẽ sale luôn. Ngay bên đây là một cây tử quý này. Đây cũng là một cây tử quý nhá. Gốc to rồi, quả này. Từ nãy giờ chỉ thấy hoa của này, cây này có quả này. Từ lúc có hoa này có quả chỉ hơn 1 tháng để thu thôi. Nên là cũng không có quá nhiều thời gian đâu. Đây, nó mọc rất là khỏe. Nhánh. Nhánh nó mọc rất là khỏe nên là mình sẽ loại bỏ đi nhá. Thân nó thân ổi vậy ạ. Lại bỏ ra thì thấy rất là nhiều quả trên đây này. Cái này cũng rất là đẹp nhá. Một gốc đi lên là 2 nhánh này, các thân được khoảng tầm 10 phân hơn. 10 phân. Hoa này, hoa một cái chùm nở trắng như thế này. Sau khi cắt tỉa này, chỉ mất vài phút thôi. Gốc rất là đẹp rồi. Trên này cũng thế này. Quả được mới đây. Hai cây bên cạnh này nhá. Cây này cũng có quả này, nhưng mà non hơn một chút này. Cái này sale cho các bác 1 triệu luôn này. Bé hơn so với cây kia. Cũng là tứ quý ạ. Cùng kích thước nhá, à cùng chiều cao nhá, nhưng mà gốc bé hơn và chưa đủ già bằng. Chưa đủ già bằng thì các lứa quả chúng sẽ hơi xa nhau một chút thôi. Nó không được dày bằng các cây đã đủ độ tuổi già. Hai cây cho các bác nhá. Đây là nho gỗ tứ quý ạ. Còn ngoài ra thì em vẫn sẽ có nho gỗ vàng. Đây, đây là cây nho gỗ vàng size lớn này. Lá sẽ hơi có lớp lông nhung như này ở mặt lá nhá. Nho gỗ vàng ạ. Hay là đến nho thân gỗ kim cương hay là cẩm thạch nhá. Nho kim cương, cẩm thạch hay là đến cả những cây nho gỗ thường như thế này. Đây là một cây nho gỗ thường bên em này. Size to nhá, những cây đã già cây như thế này thì quả chúng nó vẫn quanh năm thôi ạ. Quả này. Cứ hết lứa quả lại cho lứa quả mới thôi. Dòng mình đã quả quanh năm rồi, rất là lớn rồi. Cái này vanh 30 này. Bên trên 30 nhá, quả này. Rất là sai rồi, cũng là một cây rất là to nhá. Nhân gỗ thường thì mất khoảng tầm 7 đến 8 năm chúng nó cho quả từ những cây nhỏ vậy. Đến khoảng độ tuổi như thế này là trên được 10 năm tuổi rồi các bạn. Quả này. Quả rất là nhiều nhá. Các bác có ưng cây nào từ nãy đến giờ thì có thể bảo em nhá. Em vẫn toàn toàn quốc và tận nhà cho các bác được ạ. Các cỡ này thì đều là bao ship rồi. Ngoài ra vẫn có nhiều cỡ to hơn, cỡ khủng hay là nhiều kích thước nữa. Các bác có thể đón xem với em trong video tiếp theo hoặc là inbox, em có thể gửi ảnh Zalo từng cây cho các bác lựa chọn nhé. Khách bên em thì vẫn được lựa chọn từng cây trước khi gửi ạ. Và khi về, các bác vẫn được nhận hàng, kiểm tra, sớm phải thanh toán ạ. Cảm ơn các bạn đón xem nhé. Trong những video tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn các bác cách trồng, cách chăm sóc một số loại hoa cây ăn quả cũng như là phân biệt chúng để làm sao không bị mua nhầm nhé. Cảm ơn các bạn đón xem.